Shop ơi, bên mình có set quà nào khoảng hơn 500 mà vẫn có vang và cà phê bánh kẹo không? Có mọi người nhé, như set này chỉ hơn 500 xíu thôi, nhưng đầy đủ thành phần vang này, cà phê này, bánh kem sô-cô-la này và nho ấn nữa này. Tình hình kinh tế năm nay khó khăn chung nên bên mình cũng chú trọng các set quà tầm giá từ 500 tới 900 thôi. Nhiều khách hàng nhắn hỏi có set 2X không thì nói thật là tầm giá đó thì không thể có thành phần chất lượng được. Set quà bên mình tất cả đều là vang, sake nhập khẩu nguyên chai từ nhà sản xuất, bánh kẹo và cà phê, trà hạt đều là hàng chất lượng cao, có giấy tờ đầy đủ nhé mọi người. Nếu khách hàng lăn tăn về chất lượng thì đều có thể yêu cầu công bố và các giấy tờ xác minh nguồn gốc nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Tiêu chí của bên mình là tiết kiệm nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng, tránh việc bên ngoài một đằng mà bên trong một nẻo. Cũng chả mấy nữa là Tết rồi, ai có nhu cầu mua quà biếu tặng thì liên hệ đặt hàng ngay kẻo hết hàng nha.